Vì sao người này giàu có, người kia lại nghèo túng? Đó là một bí mật. Và muốn biết được bí mật này, hãy xem hết video bạn nhé. Được giàu có là một quyền lợi căn bản của mỗi người. Bạn sinh ra đời là để được sống một cuộc sống sung túc, được sống một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Vì vậy, hiển nhiên bạn cần phải có đủ đầy tiền bạc cần thiết để tạo dựng cho mình một cuộc sống sung túc, hạnh phúc và thành đạt ấy. Đó là phát biểu trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng đạt được điều đó. Nó đến từ bên trong tâm trí của mỗi con người. Lý do khiến cho nhiều người đơn giản chỉ sống cho qua ngày và không bao giờ có dư dả về tiền bạc là vì họ không coi trọng vai trò của tiền bạc trong đời sống. Sự đố kỵ và ganh ghét chính là một cái chướng ngại đáng gờm trên con đường dẫn đến sự giàu có của họ. Vì vậy, hãy vui mừng và chia sẻ với sự thành công của người khác. Bạn có thể vượt qua bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng nào trong nội tâm về sự giàu có bằng cách thường xuyên tự nhủ rằng ngày qua ngày tôi vẫn luôn thành công trong mọi việc tôi làm, trong mọi lĩnh vực mà tôi quan tâm. Đừng bao giờ nói của cải là bất nhân hay là tôi xem thường tiền bạc. Vì như thế bạn sẽ không có được bất cứ thứ gì mà bạn lên án hay bạn xem nhẹ. Tiền bạc căn bản nó không tốt cũng không xấu, mà chính là cái cách ta nhìn nó sẽ làm cho nó trở nên tốt hay xấu. Hãy nhớ rằng, những gì mà bạn coi thường thì nó sẽ rời xa bạn. Bạn hãy can đảm tuyên bố rằng bạn có quyền được giàu có, thì sâu xa trong tiềm thức của bạn, tuyên bố này nó sẽ được đề cao. Việc hình dung kết quả sau cùng trong tâm thức sẽ khiến cho tiềm thức của bạn hưởng ứng và hiện thực hóa hình ảnh tưởng tượng của bạn. Ý thức và tiềm thức luôn hài hòa với nhau. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận những gì mà bạn thật sự bạn tin rằng điều đó là đúng. Việc của bạn bây giờ là hãy khai phá sức mạnh phi thường bên trong của bạn, kho báu bên trong của bạn. Hãy nuôi dưỡng ý thức để ra những quyết định chính xác cho tiềm thức và hành động liên tục để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Làm thế nào để mà mình nuôi dưỡng cái ý thức của mình đây? Nếu như bạn cần tìm một môi trường để rèn luyện, để học tập, để phát triển, để nuôi dưỡng cái ý thức của mình, thì hãy liên hệ ngay với Yến để tham gia vào nhóm rèn luyện cùng học tập đồng hành mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.